trong trống, từng vòng quay của giấc mơ chẳng làm đôi ta lìa xa như nỗi đau ngày hôm qua. Và những vòng quay ấy sẽ quay mãi, không bao giờ ngừng lại, phải không anh? Và đó sẽ là những vòng quay tình yêu chứng nhận cho anh và em đó.